thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về việc xây dựng phương án nâng cao mức dự trữ quốc gia xăng dầu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với Công ty Xăng dầu khu vực 1 trực tiếp khảo sát tổng kho xăng dầu Đức Giang thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Công ty Xăng dầu khu vực 2 trực tiếp tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình thực tế về công tác dự trữ xăng dầu, bảo đảm nguồn cung, việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với công tác dự trữ xăng dầu, khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác dự trữ xăng dầu, bảo đảm nguồn cung và các kiến nghị của doanh nghiệp với nhà nước. Tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định đối với mọi quốc gia, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, không chỉ đơn thuần là năng lượng cho sản xuất, đời sống mà còn là an ninh quốc gia, nên đây được coi là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, phải tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật giá trị và phải được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Chính phủ các nước đều có những tác động cần thiết, thậm chí là rất lớn vào những thời điểm cần phải bình ổn mặt hàng chiến lược này. Tại buổi làm việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết, Petrolimex đang bảo quản khoảng 70% lượng xăng dầu dự trữ quốc gia tại 9 điểm kho của các công ty xăng dầu thành viên trên cả nước. Tuy nhiên, phần lớn xăng dầu dự trữ quốc gia được bảo quản chung với hàng thương mại của đơn vị do hệ thống buồn bể còn hạn chế, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia còn thấp để đảm bảo việc các đầu mối xăng dầu thực hiện đúng các nghĩa vụ trong việc nhập khẩu và bán xăng dầu theo đúng quy định tại nghị định 95, ông Thanh kiến nghị Bộ Công Thương tiến hành giả soát và quy hoạch lại số lượng các đầu mối xăng dầu và thương nhân phân phối để tăng khả năng kiểm soát của nhà nước và sự chịu trách nhiệm về nguồn cung của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc quản lý kinh doanh xăng dầu thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin từ các kho xăng dầu đến cột bơm tại các cửa hàng xăng dầu một cách đồng bộ trên phạm vi tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Còn tại buổi làm việc với công ty xăng dầu khu vực 2, sau khi khảo sát cơ sở vật chất, công tác dự trữ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cũng như việc chấp hành những quy định của nhà nước đối với công tác dự trữ, đảm bảo nguồn cung của công ty, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao công tác dự trữ và đảm bảo nguồn cung xăng dầu của đơn vị. Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập qua tổng kho xăng dầu Nhà Bè đạt 4,5 triệu mét khối, bình quân tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng xuất bán đạt hơn 1 triệu mét khối, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, từ ngày 18 tháng 10 đến hết tháng 10 năm 2022, công ty Song Sở khu vực 2 Petrolimex Sài Gòn có kế hoạch nhập hàng với tổng sản lượng khoảng 190.000 m khối, cùng với tồn kho hiện tại trên 300.000 m khối và những kế hoạch nhập hàng của các tháng tiếp theo đủ để đảm bảo nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối Petrolimex phía Nam. Bộ trưởng đề nghị Petrolimex khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó cần tập trung triển khai các nhiệm vụ kinh doanh, dự trữ xăng dầu theo quy định hiện hành, đồng thời chấn chỉnh, xác loại tổng thể các mối liên kết trong chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh xăng dầu từ tập đoàn đến các đơn vị bán lẻ, kể cả ngoài hệ thống. Mới đây, qua kiểm tra tại khu vực miền Nam, có 1 trên 19 doanh nghiệp đầu mối không thực hiện nhập khẩu, dự trữ xăng dầu theo đúng quy định, 5 doanh nghiệp không đảm bảo dự trữ thương mại và hạn mức nhập khẩu được Bộ Công Thương phân giao. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng thống kê, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo đúng quy định ngay trong tháng 10 và sẽ xử lý nghiêm, thậm chí tước giấy phép vĩnh viễn của doanh nghiệp đầu mối, phân phối và kinh doanh xăng dầu nếu không thực hiện nhập khẩu, dự trữ theo đúng quy định tiếp sau các cuộc làm việc với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để nắm bắt khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bộ công thương đã có văn bản gửi bộ tài chính và ngân hàng nhà nước đề nghị giả soát và điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về việt nam chi phí kinh doanh định mức lợi nhuận định mức theo mức phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng hạn mức tín dụng tiếp cận lãi suất ưu đãi nguồn ngoại tệ nhằm giúp các doanh nghiệp tăng nguồn lực tài chính giảm chi phí để nhập khẩu hoặc mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường